Vâng, em xin được chào lại tất cả các bác. Các bác đừng quên like, đăng ký kênh và chia sẻ để nhận những video mới nhất các bác nhé. Ở trước mặt các bác là một chiếc vang và một chiếc nâng tiếng hiện tại đã được test và setup rất là cẩn thận trước khi gửi cho anh Minh Quân ở Triệu Sơn Thanh Hóa để về anh ghép với chiếc âm ly 506 của mình. Thì cũng tiện đây thì em xin phép được chia sẻ với các bác cái cách căn chỉnh âm ly với những cái thiết bị mà các bác ghép ở bên ngoài vào, làm sao một cách hay nhất và dễ sử dụng nhất. Thì hiện tại thì với những chiếc âm ly thì thường là sẽ không có chống hú này. Cái thứ hai là vang nhại nó bị ngắn này. Đó, cái thứ ba là các bác sử dụng lâu về cái mạch âm sắc nó hay bị lẹt xẹt vì căn bản là những cái này nó bị khô chết áp. Đấy. Nhưng mà những dòng hàng xịn có lưu ý là nó sẽ được lâu hơn cũng như là nó ít hay bị các bác nhé. Cho nên là các bác đang có những chiếc âm ly xịn là các bác tận dụng nó cực kỳ hay nhé. Các bác đừng có bỏ đi hoặc bỏ xó hoặc vứt đi, cực kỳ phí. Nếu mà các bác sử dụng biết mà tận dụng và khai thác nó thì cực kỳ hay. Đẩy thì nó có cái ưu điểm của đẩy mà âm ly có ưu điểm của âm ly các bác nhé. Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn các bác cái cách căn chỉnh. Ở đây thì với một chiếc âm ly bên dưới của nó dòng PA, hàng của sóng nhạc các bác nhé. Hàng sóng nhạc hạc này thì cũng rất là đắt đấy, cũng không hề rẻ đâu, chất lượng cũng rất là hay, về âm sắc cũng rất là hay nha các bác nhé. Ở bên trên này hiện tại thì em đang ghép cho anh Minh Quân này là một chiếc nâng tiếng Idol này, một chiếc vang Samsung, hàng này hàng thương hiệu của Nhật các bác nhé. Đó, thương hiệu của Nhật, cực kỳ chất về cái nén lọc nhạc cũng như là về vấn đề echo. Đó, như thế thì các bác ghép với những chiếc âm ly thì nó mới chuẩn được, vì căn bản là khi các bác ghép với âm ly ấy thì ít nhiều thì nó cũng phải có chế độ nén nhạc, chế độ lọc nhạc. Cái thứ hai là các bác phải có cái chế độ là vang nhại nó phải hay hơn thì khi bác ghép với âm ly thì nó mới có tác dụng được. Chứ còn nếu mà nó không hay hơn ấy thì các bác ghép thì nó sẽ bị hơi bị phí tiền các bác nhé. Phí tiền. Cho nên là em đang ghép chiếc Samsung E90 này. Thì bây giờ đầu tiên thì trước khi đi hướng dẫn các bác chi tiết cái cách căn chỉnh thì em mời các bác cùng thưởng thức một chút nhạc trước khi đi căn chỉnh, cũng như là em thử mic cho các bác cùng thẩm âm nhé. Với hai cái combo này. Đây, hiện tại thì em đang cài đặt với cái chế độ nén và đẩy cái dải chép lên tươi nhất của chiếc vang rồi. Đó, các bác có thể nghe được cái dải chép lên rất là nhuyễn nha các bác nhé. Bát đầm hơn. Đó. Nhiều đêm thầm nghĩ trách sao đời riêng cảm nhận được cái trống nó sâu hơn nha các bác nhá, trống nó đồng hơn và cái giải chép rất là mềm, sạch tiếng hơn ạ. Đời ai không muốn luôn yêu được chân thành, muốn dành tất cả vì yêu. Thế mới giờ quạnh hiu. Các bác phải hiểu là khi mà các bác nghe nhạc ấy thì cái tiếng chép nó mềm và nhuyễn thì các bác nghe nó rất là đầm tai, êm tai. Đấy, nó sẽ không bị đau tai các bác nhá. Các bác càng nghe thì càng thích. Đó là với chiếc vang này xử lý cực kỳ tốt Samsung này nha các bác nhé. Bây giờ thì em sẽ thử tính mic này, tính mic để các bác cùng cảm nhận nhé. Thì với dòng vang này thì kết hợp reverb này, echo cũng rất là hay. Và cái đặc biệt hơn là em đang cài đặt với cái chế độ repeat kéo dài. Đó, repeat kéo dài để các bác nghe nhé. Lên 1 2 2 6 6 6 7 6, 7, 8, 9, 10 Các bác nghe thấy em nói số 9 không ạ? Số 9 thì cái xì. Đó, cái xì ở đằng sau nó lại thể hiện lên được. Nó thể hiện lên được các bác nhé. Và cái số 7 chẳng hạn thì các bác sẽ nghe thứ 7, 7, 7 nó rất là đều kéo dài ra. Đó, rất là đều. Lên 1, 1, 2 Đó, nó sẽ kéo dài ra để các bác, nếu mà khi mà nhạc lên to ấy, thì nó sẽ át, nó sẽ vừa đủ luôn để các bác hát, nó sẽ khi các bác hát nó có cái độ vọng ở đằng sau. Đó, nghe nó mới là phê các bác ạ. Đó, nhiều những cái chiếc vang nó sẽ không có cái độ vọng ở đằng sau thì các bác hát nó sẽ bị khô. Đó, đấy là cái phần repeat các bác nhé, repeat để các bác kéo dài nó ra. Ok, đó là về phần vang nhại của chiếc vang. Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn các bác cái cách căn chỉnh nhé. Hiện tại thì với chiếc vang này thì em và nâng tiếng này thì em đang ghép nhạc vào vang này, vang xuống nâng tiếng này.
Ở đây thì mình sẽ làm thêm một cách nữa, đó là mình sẽ lợi dụng cái phần mạch âm sắc của chiếc âm ly để mình tăng bát tét. Đó, ví dụ như là các bác giảm chét, giảm bát rất là nhanh, rất là tiện lợi khi các bác sử dụng thêm cái mạch âm sắc này các bác nhé. Rất là nhiều các bác là sẽ sử dụng là cái cách là chỉ lấy cái công suất của đẩy thôi. Thực ra là nếu mà các bác sử dụng cái lấy công suất của đẩy cũng được, nhưng mà một điều là khi các bác bật tắt mà không cẩn thận là nếu mà các bác sử dụng những dòng loa nhỏ ấy sẽ hay bị cháy các bác nhé. Hay bị cháy vì khi cái công suất nó đạt, ví dụ như là chiếc âm ly nó đang đạt 100% thì các bác bật lên không để ý là nó sẽ ra tất cả công suất như thế, là nó sẽ bị hay bị cháy loa các bác nhé. Cho nên các bác lợi dụng luôn, đó gọi là lợi dụng lấy cái phần công suất của lợi dụng cái âm sắc đó của fan của đẩy của chiếc âm ly chứ, lợi dụng nó để mà các bác tăng bát chét tiện lợi hơn. Các bác chỉ phải giảm ở đây thôi, đó giảm ở đây thôi. Ví dụ như là bát ít chẳng hạn thì các bác tăng, đấy, bát nhiều các bác giảm, cũng như là giải chét cũng vậy. Nhất là những chiếc âm ly hàng xịn thì nó rất là tốt khi cái âm sắc các bác lợi dụng của nó thì nó ra âm sắc rất là hay đó. Với cái cần tổng này thì các bác hát thì nguyên để 12 giờ là ok, còn nghe nhạc các bác để ở phần nào cũng được. Đây như các bác đang nghe nhỏ này, cái tiếng chép nó lên rất là mềm đó, các bác nghe nhỏ rất là hay. Nhất là các bác nào mà thích nghe về nhạc vàng thì không phải suy ngẫm luôn các bác nhé. Bây giờ em sẽ quay mặt sau nhé. Về cái cách đấu nối thì hiện tại thì nhạc thì em đang cho chế độ vào chiếc vang này, chiếc vang, và tiếp theo đó là từ vang sẽ xuống nâng tiếng, nâng tiếng sẽ tiếp theo đó là xuống cổng A hoặc cổng B của âm ly. Cầu chữ U vẫn để nguyên các bác nhé, để nguyên đó, cầu chữ U vẫn để nguyên để mình lấy cái âm sắc của nó để cho ra tiếng hay hơn. Với dòng PA này thì công suất nó cũng đạt là 400W hai kênh đấy, hai kênh là 400W. Thì với công suất này thì các bác chơi gia đình chơi một đôi 30 thì quá là ok, quá là tuyệt vời rồi. Với đẩy ấy thì công suất nó khỏe, các bác có thể đánh được hai đôi, nhưng mà với các bác nào mà phòng nhà rộng này, hoặc là các bác nào mà chơi ngoài trời thì nó rất là tiện lợi. Còn với gia đình các bác chơi âm ly nó vẫn là ok nhất, đó vẫn là ok nhất. Với những chiếc âm ly xịn thì nó cũng như những cái dòng, ví dụ như là dòng đẩy các bác chơi, ví dụ như là Martin chẳng hạn này, hoặc là ETC chẳng hạn này, những cái dòng hàng xịn đó thì các bác chơi nó lại hay. Còn với những cái dòng hàng mà nó kém chất lượng thì các bác chơi thì nó sẽ ra cái tạp âm nó nhiều. Đó, cái tạp âm nó nhiều. Đặc thù với những chiếc âm ly xịn cũng vậy thôi, thì cái tạp âm nó cực kỳ ít. Khi các bác nói tiếng mic nó đã rất là sạch rồi. Đó, chẳng qua là cái âm ly thì nó lại hay bị rú rít, không có trống hú. Cái tiếp theo là cái delay repeat hơi ngắn. Mình tăng nhiều quá nó bị rít thì mình lợi dụng. Đó, mình thêm chiếc nâng tiếng, chiếc phang vào. Đấy, để cho nó hay hơn. Nhưng mà hay hơn làm sao mà các bác chọn được? Cũng là những cái dòng hàng quái xịn để các bác ghép vào để cho nó chất âm nó hay hơn, hay hơn vượt quá chiếc âm ly thì nó mới ok các bác nhé. Đó, các bác khai thác được, tinh chỉnh được thì nó rất là hay. Với những chiếc nâng tiếng thì mình hỗ trợ nó để vừa nâng tiếng mic này, vừa nâng tiếng nhạc, đó thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Cái combo này hiện tại thì em đã cài đặt các cái chế độ trên này rồi, màn hình này rồi. Đó, anh Minh Quân ở Triệu Sơn, Thanh Hóa thì khi nào anh nhận hàng thì anh về anh tự chọn những cái công ở trên này đó và chỉnh thôi, chỉnh ở chiếc âm ly 506 của anh là ok. Đó, cho nên là các bác nào mà đang có âm ly thì các bác cũng có thể lên những chiếc vang, chiếc nâng để hoàn thiện hơn về cách phần nghe nhạc cũng như là về phần hát karaoke, nó sẽ chất lượng hơn. Đó, em sẽ bật nhạc thêm một chút nữa để các bác cảm nhận được cái giải chép lên rất là mềm, nghe rất là phê tai các bạn. Đó, bát nó đầm hơn này, bát của nhạc đầm hơn này, giải lời nó sáng hơn này. Đó, các bạn nghe cái tiếng chép rất là tí tách nhá. Ok, em cũng xin được chia sẻ một chút như vậy thôi. Các bác nào mà có nhu cầu hoặc là cái gì thắc mắc hơn thì các bác có thể liên hệ trực tiếp nhé.
qua số điện thoại của bên em 0977434361 để thiện nhận thêm những cái thông tin cũng như là các cái dòng sản phẩm mà các bác cần biết. Vâng, em xin được kết thúc video. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.